Và camera này hơi mờ. Bóc ra cho nét. Đưa ra cái gì? Hả? Em không buồn. Em không buồn thân mà. Không thích đi chơi mấy. Lớp mình. Hay chứ. Chứ cũng đủ cái à? 23 nhưng mà vào thứ tư à? 3 hoặc 10. Với lại camera thì ăn nét phết. Độ chữ sướng rất cao. Sao làm gì cơ? Bố đéo thêm bọc luôn thì cứ để này dùng như thích. Vào lớp đi. Đây bài này hay nhỉ. Anh phải ăn cho có lên YouTube. Chạy không thể. Chạy không thể chứ không thể. Lại leo lên nhận xét của YouTube. A3K5 rất là nhiều ấy. Ui nhiều cực, lớp mình hầu như nhiều nhất. Nhiều gì? Có clip này. Anh phải cái đánh giá trên đấy. Lớp mình có hết trên YouTube rồi. Đâu? Thử một clip nào. Thử gì? Sao có tim luôn. Đấy. Mày vào đi. Mày ghi chữ Khánh A3K5 Khánh Hòa vào đầy. Nhiều lắm rồi đấy. Tất cả thằng nào cũng có.
Nhìn thấy đi mờ. Cái ảnh nó có sẵn ở đây đấy mà, sao mà chỉnh được? Có gì nữa? Đâu đi đảo bán đi. Tiền, nhà bán đâu? À, ứng dụng nữa mà. Bán đi cũng hơi thôi. Linh ra đi không? Linh, phải cho tôi để kể rồi. Lên mạng mà xem. Rồi nhiều đấy. Hơi bị nhiều luôn, lớp mình hầu như là nhiều nhất. Đâu quý mà quả không có phát nhỉ, nhìn như công tử bạc liêu thời xưa rồi. Hồi trước cái mạng tháng 8 ấy. Đâu vâng, cái quả này hôm nay không có ở trên YouTube hơi phí. Có cả mặt Hải Trung nữa. Mày nhìn cao Hải Quý hay gì kiểu. Mày vào một cái. Mày cứ ra quán này, mày ra quán mày đánh chị là ai ba cái đó chứ. Xem nó làm cái gì. Không nhỉ? Thằng này giống rất chơi Bạc Liêu trước cái đoạn tháng 8 thì sẽ hay mặc cái quần áo này đấy, rất phong cách. Đúng. Mà nhớ cái thằng nào. Phỏng vấn, phỏng vấn. Ôi. Bóc cái này ra rồi. Ừ, phỏng vấn đi. Sao mà? Đi. Bóc cái này ra, nhanh hỏng lắm. Bóc flash nhá.